Ơi. Đây là cái lô áp khí được năm nay, năm thứ hai này. Đây, hiện tại thì mình đã bơm khí lần thứ ba và mình bơm rất là ít, bơm 30 ml thôi, và lượng mủ cũng khá là nhiều. Đây là những mũi khoan của năm ngoái làm đây, rất là đẹp. Mình đi liều khí ít nhưng mà năng suất mình vẫn đạt nhá. Chứ đi liều khí ít quá mà năng suất không đạt thì phải tăng khí lên nhá. Đây ạ. Mình đi liều khí ít này thì không 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 sợ bị rộp nhá. Đây là mũi khoan năm ngoái mình đây. Cỏ thì bao la luôn đấy. Đây, cây này cây bé gãy ngọn rồi này. Mình đi một liều khí ít này nhưng mà của mình là 400, lô này 450 cây thì nhát đầu mình cũng được một tạ ba đấy nhá. Độ khá là cao. Độ mình 37 38. Mình làm mắc những cái mà bị rộp như này này. Đó là tạp chất của khí nó phá. Những cái này thì không sao nhá. Những này khoan vào đây có mủ nhá. Đóng nắp chóp được hết nhá. Nên những cái bác mà làm năm đầu á mà gặp những trường hợp này rất là sợ, năm ngoái mình cũng vậy. Mủ rất nhiều nha, đều đều luôn nha. Đây, cái này đầy luôn này. Mình đi liều khí ít này thì cây nó đỡ rộp này hơn nha. Đi những cái lô mà mình đi liều khí nhiều thì bị rộp khá là nhiều. Nhiều lắm á. Dạ. Đây. Đây, mình hạn chế khoan phạm này nha. Này năm ngoái mình thuê nhân công họ làm. Đây. Mình khoan này thì độ mình xuống rất là thấp. Bây giờ chú được mấy hàng rồi? Làm cái này thì cạo so với cạo truyền thống thì đạt năng suất nhiều. Rồi vậy thôi, mình còn công việc nữa. Chào các bác nhé.